Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Đồng Hồ. Và ở video trước thì mình cũng đã review khá là chi tiết cho các bạn về các sản phẩm Xiaomi Smart Band 8 hay là Mi Band 8 rồi. Và tiếp theo video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng chi tiết nhất của cái Smart Band này, cũng như là dành cho bạn nào mà mới vừa sử dụng cái sản phẩm này cũng có thể là biết cách sử dụng nó một cách rất là dễ dàng. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho bạn về cái sản phẩm này. Thì bên trong cái sản phẩm này nó sẽ bao gồm cho mình đó là một cái chiếc đồng hồ nè, rồi một cái sợi dây cáp sạc, cũng như là sách hướng dẫn ở đây. Đó, các bạn nào muốn coi hướng dẫn thì mình sẽ lấy sách hướng dẫn ở đây. Đó. Rồi thì đối với sản phẩm lần này thì mình sẽ có một thiết kế nó khá là khác. Đây thì để mà sử dụng sản phẩm này á thì các bạn sẽ phải sạc đây, cắm sạc vào đây, các bạn phải đặt đúng tiếp điểm của nó nha. Đó, đúng tiếp điểm của nó. Đầu còn lại thì các bạn sẽ cắm vào cái dock sạc hoặc cái USB sạc. Đó. Thì hôm nay thì mới sẽ khởi động nguồn lên được nha. Tại vì hiện tại sản phẩm này nó sẽ không có cái nút nhấn gì hết để mình có thể khởi động lên. Rồi, và đối với phần dây lần này thì các bạn có thể thấy nè, mặt sâu ra, để tháo dây ra các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút này, tháo dây ra thôi. Nó rất đơn giản, bên kia như vậy. Thì đối với dây này thì các bạn có thể là đặt mua ở các trung tâm thương mại điện tử để mình có thể lựa chọn được các loại dây mà mình yêu thích. Đặc biệt là nó sẽ có rất là nhiều kiểu đeo ở trên cái sản phẩm này. Đó. Rồi, và khi mà các bạn đeo, các bạn sẽ lưu ý là mình sẽ đeo đúng cái chiều. Đó, rồi, mình nhét qua đây. Đó, rất là dễ dàng. Ở đây các bạn có thể là đeo làm dây chuyền hay là đeo lên giày đó, vân vân. Để mình kết nối với lại cái chiếc đồng hồ này với lại cái chiếc điện thoại hay còn gọi là vòng tay đi. Rồi, thì các bạn khởi động nguồn lên bằng cách là mình cắm sạc vào thì nó sẽ hiển thị như vậy cho mình. Lúc này mình sẽ chọn ngôn ngữ ở trên đây trước nha. Đó, thì có rất là nhiều ngôn ngữ ở trên đây. Rồi, các bạn sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Đối với bản nội địa thì nó chỉ có hai phiên bản là tiếng Anh cũng như là tiếng Trung mà thôi. Đó, còn đối với bản chính hãng cũng như quốc tế như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều ngôn ngữ để các bạn lựa chọn. Rồi sau đó sẽ hiện thị cái mã QR này, các bạn có thể tải về cái ứng dụng đó. Thì cái ứng dụng này hay gọi là ứng dụng Mi Fitness đó, trên cả hai nền tảng Android cũng như iOS đều có. Các bạn sẽ bấm vào đó để tìm. Rồi sau này mình sẽ mở ứng dụng này lên. Rồi thì khi mình mở vào thì mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Xiaomi đây nha các bạn. Đó, các bạn sẽ bấm vào phần hồ sơ và bấm đăng nhập tài khoản đây. Thì mình sẽ nhập cái tài khoản của mình vào, hoặc là nếu bạn nào mà chưa có thì mình có thể tạo tài khoản. Đó, có rất là nhiều cách để mình có thể là mình tạo được cái tài khoản Xiaomi này. Rồi. Rồi, sau khi có tài khoản rồi để mình nhập vào nha. Rồi, như vậy là mình đã đăng nhập tài khoản xong rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào phần thiết bị. Mình thêm phần thiết bị vào. Đó, lập tức thì ở trên sản phẩm này nó sẽ hiển thị cho mình cái Xiaomi Smart Band 8. Hoặc là nếu bạn nào muốn quét mã thì bấm vào phần quét mã này. Đó, kê lên đây để mình có thể mình quét sản phẩm. Rồi, sau đó mình sẽ bấm phần ghép đôi. Đó, lúc này mình sẽ chấp nhận ở trên cái chiếc đồng hồ nha. Như vậy là thành công, rất là nhanh chóng nha các bạn. Nó sẽ hướng dẫn cho mình cách thao tác để mình có thể sử dụng cái chiếc vòng tay này một cách nó dễ dàng hơn. Rồi, mình có thể đặt mục tiêu hoặc là mình bỏ qua. Rồi, và các bạn lưu ý giúp mình đó là khi mình thiết lập xong, nó sẽ hỏi mình đó là cho phép truy cập vị trí không. Có nghĩa là cái phần này á, nó sẽ hiển thị cho các bạn ví dụ như là thời tiết cũng như là cái vị trí của cái thiết bị của mình á. Điển hình như là các bạn hay nói là cái phần thời tiết của các bạn nó không có hiển thị khu vực của các bạn á, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Đó, các bạn chọn vị trí thôi là xong rồi. Đó. Rồi, ở đây nó sẽ hiển thị cho mình tất cả những ứng dụng mà mình đã kết nối xong. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua những cái tính năng ở trên cái chiếc điện thoại trước nha. Thì sau khi mà mình kết nối lại cái chiếc vòng tay xong thì ở đây nó sẽ hiển thị thiết bị đeo. Hoặc là nếu mà các bạn muốn kết nối một cái chiếc vòng tay khác hoặc chiếc Xiaomi Band khác thì mình sẽ bấm vào thiết bị khác để mình thêm vào.
Rồi, thì ở trong cái ứng dụng Mỹ Phí này nó sẽ gồm 4 cái phần chính, đó là phần sức khỏe. Thì đây nó sẽ hiển thị tất cả những dữ liệu để các bạn có thể là theo dõi, ví dụ chu kỳ kinh nguyệt nè, stress nè, rồi calorie, nhịp tim vân vân, nó sẽ hiển thị hết ở trong đây cho các bạn luôn. Đó, rất là chi tiết. Rồi tiếp theo là phần tập luyện. Thì trong đây nó sẽ hiển thị cho các bạn, ví dụ các bạn tập luyện cái bài tập nào đó, hoặc là các bạn ở trong đây nó sẽ có bao gồm những chế độ, ví dụ là chạy ngoài trời nè, đi bộ nè, đạp xe ngoài trời nè, rồi chạy bộ trong phòng nè. Đó, thì khi các bạn sử dụng thì các bạn có thể bấm vào đây luôn cũng được. Đó, các bạn sẽ bấm vào đây để các bạn nó có thể là hiển thị cho các bạn. Đây là cái phần mà mình có thể là cài đặt thông tin cá nhân của mình ở trong đây, thi đấu này kia, rồi ứng dụng kết nối. Ở đây thì mình có thể là đồng bộ với lại ứng dụng sức khỏe của trên nền tảng iOS nha, hoặc là các bạn có thể đồng bộ Strava, có nghĩa là khi các bạn tập luyện thì những dữ liệu này nó cũng sẽ đồng bộ qua Strava cho mình luôn. Rồi phản hồi, rồi quyền ứng dụng, cấp quyền cho những cái phần này, lịch camera ảnh vân 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 vân. Đó, cấp quyền hết cho đây. Rồi cài đặt, ở đây mình sẽ có thể là cài đặt khu Việt Nam. Đó, cái mình sẽ bấm vào đây để mình thiết lập. Ngoài ra một cái mình lưu ý cho các bạn đó là ngoài việc các bạn sử dụng cái ngôn ngữ á, đó, thì thực tế ra nếu mà mình đã thiết lập ngôn ngữ ngay từ ban đầu rồi á, thì mình sẽ không có cài đặt ngôn ngữ được ở trong cái đồng hồ hoặc cái điện thoại, mà mình phải reset lại. Hoặc là nếu bạn nào mà muốn nó đồng bộ luôn cái ngôn ngữ ở trên cái chiếc đồng hồ này á, thì các bạn có thể chuyển ngôn ngữ mặc định của cái chiếc điện thoại, thì lập tức cái chiếc đồng hồ nó sẽ chuyển qua ngôn ngữ đó luôn, không cần thiết mình phải reset lại. Đó, một cái mình thấy cũng khá là hay. Nếu các bạn sử dụng tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng nào đó thì các bạn có thể là thiết lập hết cái điện thoại của bạn qua ngôn ngữ đó luôn, thì cái đồng hồ này sẽ đồng bộ qua, rất là đơn giản nha. Rồi, giới thiệu về ứng dụng này. Đó, các bạn nào gặp cái vấn đề đó thì bấm vào đây. Rồi, đối với thiết bị này thì nó sẽ có những cái phần như sau. Thì ở trong cái phần giao diện này thì nó sẽ có rất là nhiều cái mặt hình nền để mình có thể mình lựa chọn nha các bạn. Thì đối với mặt hình nền này thì các bạn có thể lựa chọn những mặt hình nền mình có thể mình chơi game trực tiếp trên đây luôn. Đó, rất là nhiều mặt ở trên đây. Ngoài ra thì đối với bạn nào mà muốn cài đặt hình nền cá nhân thì các bạn sẽ thấy cái mục hình nền này, tùy chỉnh nè. Đó, bấm vào đây. Nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu để mình lựa chọn. Ví dụ như số nằm ở dưới nè, số nằm ở trên nè, số to, số nhỏ vân vân. Các bạn lựa chọn cái nào cũng được. Rồi, tới phần này các bạn lưu ý. Đây là cái phần màn hình OLED display. Đây là cái phần hình nền chính của mình. Thì ở dưới đây, đó, nó rất là nhỏ nha. Đây, thì mình sẽ kéo lên. Ở đây nó sẽ cho phép mình lựa chọn màu. Đó, nó hơi nhỏ nên các bạn phải để ý một xíu. Rồi, lựa chọn kiểu nè. Đó, lựa chọn kiểu, ví dụ như hiển thị cái sức khỏe gì trên đây. Đó, rồi kéo xuống nữa thì nó mới hiển thị cho mình là trình chiếu của tấm. Cái này mình sẽ thêm tối đa là 8 tấm hình trên đây. Mình bấm vô chỉ sửa. Bấm vô cộng dưới. Rồi, mình ví dụ thôi nha. Đây, mình ví dụ một tấm hình nào đó trong máy của mình đi. Đây. Đó, thì ở đây nó có dấu cộng. Đó, ở dưới đây nè, các bạn thấy. Thì bấm chỉ sửa, mình kéo xuống này xíu nữa, cái dấu cộng. Đó, thì mình sẽ thêm 8 tấm hình vào đây. Lúc này mình sẽ bấm áp dụng. Là lập tức nó sẽ đồng bộ vào cái chiếc bàn tay này. Và mình thấy là đối với màn hình trên cái chiếc bàn tay này thì nó rất là đẹp, màn hình OLED. Đó, như vậy là mình đã thiết lập xong đồng hồ. Rồi tiếp theo phía dưới đó là chuyển chế độ chạy. Ở đây nó sẽ có 3 chế độ cho mình. Thực sự ra nó dịch ra tiếng Việt như vậy thôi, chứ đúng hơn đó là cái chế độ của cái vòng tay này. Đó là một là mình chọn chế độ vòng tay, mình đeo cái vòng này trên tay thôi. Hai đó là chế độ mình gắn lên khóa giày. Đó, mình bấm vô đây thì nó sẽ hướng dẫn cho mình cách đeo như thế nào để nó có thể đo được cách nó tốt hơn. Và ba là sử dụng với dây đeo cổ. Đó, thì bạn chỉ cần tháo này ra và sử dụng cái dây đeo cổ thôi, rất là ok nha. Rồi phía dưới là thông báo ứng dụng. Thì đối với tính năng này á, hầu như là các bạn gặp trường hợp đó là không hiển thị thông báo nè, hoặc là khi các bạn kết nối xong các bạn không nhận được thông báo gì hết. Thì các bạn sẽ vào trong đây bật hết giúp mình
đó, thông báo ứng dụng. Rồi, và lưu ý một điều là ở dưới phần khác nè, các bạn bật lên luôn. Thì lúc này nó sẽ hiển thị thông báo cho các bạn về cái ứng dụng đó. Ngoài ra có những bạn gặp trường hợp đó là về cái ứng dụng Messenger cũng như Zalo, thì hai ứng dụng đó sẽ không hiển thị nội dung tin nhắn. Lý do là do các bạn cài đặt nè. Đó, các bạn bấm vô phần cá nhân đi, rồi bấm vô phần cài đặt. Thì ở trong đây nó sẽ có phần tin nhắn á, thì nó sẽ hiển thị có phần là hiển thị nội dung tin nhắn. Thì lúc này các bạn phải bật cái phần đó lên, thì khi mà tin nhắn Zalo hoặc Messenger tới thì mới hiển thị nội dung nha. Còn không thì nó sẽ không hiển thị nội dung, mà nó chỉ hiển thị đó là có tin nhắn tới thôi. Đó, các bạn lưu ý giúp mình vấn đề này. Rồi, phía dưới là phần nhịp tim, thì trong đây các bạn có thể thiết lập theo dõi liên tục nè. Đó, rồi nhịp tim cao, nhịp tim thấp, các bạn sẽ bấm vào đây để mình có thể mình thiết lập luôn. Đó, thiết thông minh 1 phút, 30 phút, vân vân. Rồi, phía dưới là chế độ ngủ, các bạn có thể thiết lập theo dõi nâng cao cũng như là cái điểm hít thở. Đó, các bạn có thể bật hết trên đây luôn nha. Ngoài ra thì nó sẽ còn có oxy trong máu CO2, thì tính năng này cũng không kém phần quan trọng. Đó, mình có thể bật theo dõi cả ngày, hoặc là nếu mà các bạn thấy ok thì các bạn có thể tắt đi, hoặc là để cho nó tiết kiệm pin hơn. Rồi, tùy các bạn nha. Rồi, stress cũng như vậy luôn. Đó, mình muốn theo dõi stress thì mình sẽ bật hết trong đây, nhắc nhở thư giãn nè, vân vân. Rồi, đứng, cái này rất quan trọng nha các bạn. Đặc biệt là các bạn nào mà vô văn phòng á, thì mình nghĩ là cái chế độ này rất cần thiết luôn. Bởi vì khi các bạn ngồi quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng cho cuộc sống cũng như sức khỏe của các bạn. Nên các bạn có thể sử dụng tính năng này để nhắc nhở cho các bạn trong quá trình làm việc, ở khoảng thời gian nào, trong khoảng thời gian nào thì nó sẽ báo cho bạn để bạn đứng lên và thư giãn. Đó. Rồi, thống kê. Ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn những số calo, các bạn có thể tăng giảm tùy thích của mình nha. Đó, 5.000 calo là 100. Rồi, số bước cũng như vậy luôn. Vận động. Đó, thì ở đây nó sẽ nhắc nhở cho bạn biết luôn. Rồi, nhắc nhở thành tích. Rồi, phía dưới nữa nó sẽ có phần đó là cài đặt điểm sức sống. Thì ở trong đây các bạn cũng có thể là bật lên để mình có thể mình theo dõi tiến trình 7 ngày hoặc là theo dõi tiến trình hàng ngày. Đó, phía dưới là phần báo thức. Đó, rồi, các bạn có thể là thêm báo thức trực tiếp ở trên cái điện thoại hoặc là đồng hồ vẫn đều được luôn nha. Đó, đánh thức thông minh nè, các bạn bật lên. Rồi, phía dưới là phần sự kiện. Thì ở trong phần này á, thì các bạn nếu mà các bạn nào mà có cuộc họp nào đó quan trọng hoặc là những cái thông báo quan trọng thì các bạn nên bấm vào đây để bạn thêm những sự kiện. Rồi, nó sẽ thông báo cho bạn biết. Ngoài ra cũng có thời tiết nè, như đầu mình nói là mình phải thêm vị trí vào, cũng như độ thì các bạn có thể chuyển độ C hoặc độ F bên đây đó, để cho mình biết luôn là hiện tại trời có mưa hay không, hoặc là khoảng bao lâu nó mưa để mình có thể chuẩn bị dù vân vân vân. Đặc biệt là cái thời điểm mà hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh đang mưa khá là nhiều. Rồi, đồng hồ thế giới, mình có thể thêm đồng hồ thế giới ở đây, rất là nhiều khu vực để mình có thể lựa chọn để thêm vào. Rồi, đồng bộ sự kiện đó. Nếu bạn nào mà muốn đồng bộ sự kiện ở trên cái ứng dụng ở trên cái điện thoại iPhone á, thì mình cũng có thể là cho phép truy cập đầy đủ. Thì những cái sự kiện nào mà mình đã lưu trong cái chiếc iPhone của mình rồi thì nó sẽ đồng bộ và nó sẽ thông báo cho bạn biết một cách nó rất là hữu ích và chi tiết. Rồi, kế tiếp đó là phần tiện ích. Thì ở trong phần tiện ích này á, nó sẽ cho mình, đây, mình nói nôm na luôn là phần tiện ích nè, là phần widget đây nè. Đó, các bạn có thể là thêm hoặc bớt cái phần widget đó đi, hoặc là khi mà thêm á, các bạn có thể tùy chỉnh cái phần widget này luôn nha. Đó, ví dụ như bạn muốn là thống kê ở trên, ở dưới là lo vân vân. Rồi, bạn bấm thêm vào, bấm dấu tích ở đây. Đó, thì lúc này nó sẽ hiển thị đây cho mình luôn. Rồi, các bạn muốn xóa, các bạn chỉ cần bấm dấu trừ ở đây, bấm xóa đi. Các bạn di chuyển lên xuống đều được nha. Bấm vào ngôi dấu gạch ở đây. Rồi, phía dưới thì nó sẽ có phần sắp xếp ứng dụng. Thì đối với phần sắp xếp ứng dụng này á, đó là cái phần mà khi các bạn vuốt từ dưới lên như vậy. Đó, các bạn thấy rất nhiều ứng dụng đúng không? Thì đây, đó là phần này. Các bạn muốn đưa cái ứng dụng nào lên trên đầu tiên, các bạn chỉ cần nhấn kéo lên, hoặc là các bạn muốn thêm sự kiện nào đó, ví dụ thêm kéo lên đây thôi. Có những phần nằm phía dưới á, thì những nằm phần phía dưới như vậy nè, đó là cái phần mà khi mà các bạn vuốt từ dưới lên, các bạn sẽ thấy cái phần khác. Đó là những cái phần mà phía dưới đó, thì nó sẽ đỡ hơn cho các bạn khi bạn mà tìm kiếm quá là nhiều ứng dụng ở trên đây. Nếu bạn thêm rất là nhiều đó, thì các bạn sẽ bấm vô phần khác để mình có thể là
xem những ứng dụng lại, còn không thì các bạn có thể bấm đây kéo lên. Đó, kéo lên hết, tùy thích các bạn thôi nha. Rồi còn không muốn nữa thì mình sẽ kéo xuống một ẩn luôn, là nó sẽ mất luôn cái ứng dụng đó nếu mà cái ứng dụng đó các bạn thấy không cần thiết. Rồi bấm dấu cộng để thêm vào, sau đó nhấn luôn. À, tự động thì nó sẽ hiển thị theo ý thích của bạn. Kế tiếp là phần room, thì ở trong đây nó sẽ có những cái phần room như cuộc gọi tới nè, sự kiện mở thức nè. Thì ở đây á các bạn, nó sẽ là room tiêu chuẩn nha, thì mình có thể là mình thêm nghĩa là cái tiếng room này á, là mình có thể là mình tự làm đó, mình tự làm cái tiếng room luôn cho cái chiếc vòng tay của mình. Rồi sau đó mình dừng lại, rồi sau khi mình tạo tiếng room xong rồi mình sẽ bấm dấu tích, rồi mình chọn lưu cái tên room đó. Thì như vậy thì mình sẽ biết được đó là cái room này nó đến từ cuộc gọi nè, hay là nó đến từ cái thông báo báo thức nè, SMS nè, vân vân, rất là ok luôn nha. Rồi phía dưới là chế độ ngủ, mình có thể bấm bật cái lịch trình ngủ lên đây, rồi ngủ và thức dậy, đó thiết lập chế độ ngủ cho mình. Rồi tìm thiết bị, đó đối với bạn nào mà sáng sớm mà các bạn không có mang cái chiếc vòng tay của mình á, mà không biết chiếc vòng tay ở đâu thì bấm tính năng này nha. Đó rồi ngoài ra có phần pin, phần pin này thì mình sẽ thiết lập cái mật khẩu cho cái chiếc vòng tay này của mình, trong trường hợp mà ai đó muốn xài thì mình phải có mật khẩu thì mới xài được. Rồi phía dưới là trung tâm trợ giúp trong trường hợp các bạn cần hỗ trợ gì đó. Rồi cập nhật firmware, thì đối với những cái thiết bị mà khi bạn mới mua về thì mình nghĩ là mình nên cập nhật đó, thì ở đây có phiên bản nào thì nó sẽ hiển thị đó, mình sẽ bấm để cập nhật thôi, còn ở đây phiên bản mới nhất rồi. Rồi giới thiệu về thiết bị, đây nó sẽ hiển thị thông tin của mình hết đây. Rồi trong trường hợp các bạn muốn hủy ghép đôi với lại cái chiếc vòng tay này á, thì mình cũng có thể bấm phía dưới cuối cùng này để hủy ghép đôi nha. Rồi và đó là những cái tính năng ở trên cái ứng dụng MyFitness trên cái vòng tay này. Rồi còn ở trên cái chiếc vòng tay này thì khi mình bước từ trên xuống nè, nó sẽ hiển thị cho mình đó là những cái thông báo. Đó, hiển thị thông báo như nội dung ở trên đây. Rồi khi bước từ dưới lên, nó sẽ vào những gì bên trong. Rồi từ trái sang phải, cũng như là từ phải sang trái, nó sẽ là những cái widget để mình có thể tùy chọn nhanh. Đó, thì ở trong những phần này thì mình cũng có thể là thiết lập như hồi nãy mình mới hướng dẫn cho bạn ở trên cái chiếc điện thoại á. Ngoài ra thì mà mình muốn thay đổi hình nền nhanh thì mình chỉ cần nhấn giữ ở trên cái chiếc vòng tay này, rồi thì mình sẽ thay đổi màn hình nhanh hơn. Để mình vào cài đặt thì mình cũng sẽ bước từ dưới lên như vậy. Đó. Thì trong đây nó sẽ có cho mình đó là những ứng dụng như là thống kê nè, đó thống kê những cái dữ liệu sức khỏe, tập luyện, có rất là nhiều chế độ tập luyện của mình, mình hãy bấm vào đây để xem. Ngoài ra thì nó sẽ còn có phần hoạt động nè, khi mình tập luyện thì nó sẽ hiển thị hoạt động ở đây. Rồi báo thức mình cũng có thể thêm trực tiếp trên đây luôn, ví dụ nha. Đó rồi tắt đi, bật lên. Rồi chạy, ở đây nó sẽ có những bài tập chạy đó, các bạn muốn sử dụng thì các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi trạng thái thì đây nó sẽ hiển thị cho mình calorie nè, brain smart nè, rồi vân vân, nhịp tim đó, mình sẽ bấm vào đây để mình xem. Ở đây thì mình thấy là đối với chiếc Smart Band 7 này nó có thể là cài đặt trực tiếp ở trong đây luôn, nhịp tim cao, nhịp tim thấp, vân vân. Rồi ở dưới đây là phần sức sống, thì ở trong đây cái phần mà nãy mình nói ở trên cái chiếc điện thoại nó sẽ hiển thị là cài đặt điểm sức sống á, thì mình có thể mình theo dõi ở đây đó, tiến trình 7 ngày nè đó, mình sẽ xem ở đây. Nếu mình không biết thì mình có thể bấm vào đây, điểm sức sống là cách để đo tác động của tập luyện nè, vân 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 vân. Mình sẽ bấm vào đây để mình xem cái đó là gì, hoặc là mình có thể mình cài đặt ở đây theo dõi liên tục nè. Đó tắt tự động 1 phút, 10 phút, 30 phút, vân vân. Các bạn hãy thiết lập trực tiếp ở trên cái chiếc vòng tay này của mình luôn, cách rất là dễ dàng. Tiếp theo là tính năng đo SPO2 đó, thì ở đây mình sẽ bấm đo, rồi mình sẽ làm theo hướng dẫn. Rồi hoặc là đối với bạn nào mà không biết là gì á thì mình có thể là bấm vô đây, kéo xuống dưới có phần là tìm hiểu thêm, mình sẽ xem qua SPO2 là gì, rồi bấm vô cài đặt để mình có thể thiết lập theo dõi cả ngày đó. Mình có thể thiết lập trực tiếp trên đây luôn thay vì thiết lập ở trên cái chiếc điện thoại.
Rồi tiếp theo là tới chế độ ngủ nè. Thì ở đây mình cũng có thể là theo dõi dữ liệu giấc ngủ của mình ở trong đây, hoặc là mình muốn cài đặt thì mình bấm vào đây để mình cài đặt theo dõi nâng cao hoặc là điểm hít thở vân vân. Mình sẽ bấm vào đây để mình thiết lập luôn nha. Đó. Do nhiều khi là cái tay mình hơi to nên bấm nó không ăn. Chứ thực tế là cái tần số quét 60Hz này rất là nhạy. Rồi stress cũng như vậy luôn. Đó, bấm vô tìm hiểu thêm. Rồi bấm vô cài đặt để mình có thể là theo dõi cả ngày, hoặc là nhắc nhở hít thở thư giãn. Đó, nhắc nhở thư giãn. Phía dưới nữa là phần thời tiết, thì ở đây như mình có nói nè, là mình sẽ bật cái vị trí lên thì nó sẽ hiển thị thời tiết của mình để mình có thể dễ dàng theo dõi hơn. Thì hiện tại mình đang khu vực Bình Chánh. Đó, nó sẽ hiển thị ở đây luôn. Rồi kế tiếp nữa đó là về phần cảnh báo. Thì đây ý là phần sự kiện á, mình không có thêm vào nó sẽ không hiển thị ở trên đây. Rồi hít thở. Đó, đối với bạn nào mà đang stress quá hay là đang gọi là đang hơi khó chịu trong người thì các bạn sử dụng cái tính năng này. Chọn 1 phút hoặc 5 phút để mình thư giãn cho đầu óc mình nó thoải mái hơn một xíu để mình tập trung vào công việc. Rồi sự kiện, mình không có sự kiện nào hết. Đây. Sorry, hồi nãy cái phần cảnh báo này á dạng như là nó sẽ hiển thị khi mà mình thêm vào ứng dụng nha. Rồi. Bấm giờ. Đó, nó sẽ hiển thị cái phần đây. Các bạn có thể bấm giờ ở đây nha. Rồi cài đặt thì xíu nữa mình vào show chu kỳ kinh nguyệt. Đó, các bạn có thể là đặc biệt các bạn nữ thì có thể theo dõi chu kỳ kinh nguyệt một cách nó khá là chính xác trên đây. Rồi tính năng tập trung mình có thể bấm vào đây, mình thiết lập tính năng tập trung. Đó, ví dụ 55 phút mình ví dụ nha. Rồi đó, thì khi mình cần tập trung thì mình bật tính năng này thì nó sẽ không có làm phiền cho mình. Ví dụ như là mình đang làm bài kiểm tra hoặc là mình đang cần học một môn nào đó mà mình cần giữ tập trung thì mình sẽ sử dụng tính năng này. Rồi phần khác thì ở dưới như nãy mình nói, những cái ứng dụng mà mình để phía dưới để cho nó khỏi bị nhiều quá, thì đây đầu tiên là phần nhạc. Thì đây nó sẽ chuyển phát nhạc thôi nha. Ví dụ như mình muốn chuyển phát nhạc bài gì trên điện thoại thì mình sẽ bấm vào đây, như tăng giảm âm lượng ở trên cái chiếc điện thoại đó. Ví dụ như các bạn đeo tai nghe thì các bạn có thể điều chỉnh ở trên âm lượng ở đây đó. Lưu ý nha, cái này là chuyển phát nhạc này nha các bạn. Rồi tìm điện thoại đó. Trong trường hợp ví dụ như các bạn không có biết cái chiếc điện thoại ở đâu thì đây cũng là một cái cách để mình có thể tìm cái chiếc điện thoại của mình khi mà các bạn rồi phía dưới nữa là phần tìm điện thoại. Thì đối với tính năng này thì khi các bạn không biết điện thoại của mình ở đâu thì mình sẽ bấm vào đây. Nó sẽ kêu khá là lớn nha. Đó, nó sẽ tìm kiếm cho mình. Đó, từ đó mình có thể biết cái chiếc điện thoại của mình ở đâu. Và cũng như là cái chiếc điện thoại cũng có thể tìm được cái chiếc đồng hồ này bằng cách là mình bấm vô phần tìm á. Rồi đồng hồ thế giới nè. Như nãy mình có nói, mình có thể mình bấm để mình thêm vào. Ở trên điện thoại cũng được hoặc là ở trên đồng hồ đều được luôn. Rồi kế tiếp đó là tính năng camera. Thì đối với tính năng này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình có thể là mình chụp từ xa. Đối với bạn nào mà đang chụp theo nhóm này kia thì sử dụng tính năng này đó. Rất là nhạy nha. Tính năng camera. Rồi hẹn giờ nè. Đó, mình muốn cài đặt bao nhiêu thì mình sẽ bấm vào đây. Đèn flash nè. Trong trường hợp các bạn đang ở trong cái buổi tối mà ví dụ cúp điện đi thì có thể sử dụng cái tính năng này nha các bạn. Đó, rất là hữu ích đó. Đó, mình đánh giá cũng khá là sáng. Rồi cái tiếp đó phần cài đặt. Thì ở trong phần cài đặt này nó sẽ có cho mình đó là chế độ chạy nè. Thì trong phần đấy chế độ chạy này nó có 3 chế độ. Lúc đầu mình có nói thì hiện tại trong đây nó sẽ có 2 chế độ. Chế độ đó là mình có thể đeo trên giày hoặc là chế độ mình có thể mình đeo trên cổ của mình để làm qua trang sức vẫn rất là ok. Đó thì bạn có thể lựa chọn trong đây. Còn chế độ vòng đeo tay thì mặc định nó là đã có rồi. Rồi tiếp theo là phần giao diện vòng đeo tay là mình có thể cài đặt hình nền ở đây. Đó, bấm vô đây để mình có thể lựa chọn cài đặt hình nền, xóa hoặc thêm bớt gì đó tùy các bạn, cũng như là cài đặt ở trên đây. Mình bấm cái phần cài đặt nè. Đó, mình thêm bớt gì đó tùy thích của mình. Rồi ngoài ra thì ở dưới nó sẽ có phần hiển thị nè. Thì trong phần hiển thị mình sẽ có điều chỉnh độ sáng, thì mình có thể là điều chỉnh độ sáng tự động. Thì cá nhân mình thấy thì điều chỉnh độ sáng tự động thì nó sẽ hơi hao pin một chút. Hoặc mình có thể điều chỉnh, mình sẽ tự động điều chỉnh ở đây. Rồi phía dưới là phần tự động khóa. Ở đây là mình có thể là gia hạn 5 phút để nó sẽ sáng màn hình lên á, tới 5 phút hoặc là 5 giây tùy thích của mình. Đó, chứ không phải là khóa lại nha.
hoặc là nếu mà các bạn cài đặt mật khẩu thì nó sẽ sau 5 giây nó sẽ khóa lại màn hình đó. Bây giờ mình để 5 giây nó sẽ tự tắt. Rồi nâng cổ tay để đánh thức thì trong đây nó sẽ có phần tắt đó, nếu các bạn muốn tắt luôn thì chạy bấm vào đây, hoặc là các bạn nào mà muốn thay lịch trình á thì các bạn sẽ bấm thiết lập ở đây đó, nó sẽ hiển thị cho mình. Ví dụ như là 8 giờ sáng mình sẽ xài thì mình sẽ bấm vào đây 8 giờ sáng mình xài, rồi tới tối là 22 giờ đó, thì nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng, nghĩa là khi các bạn đang ngủ thì nó sẽ không có hiển thị sáng lên, các bạn đưa tay lên nha. Rồi phía dưới nữa đó là phần màn hình trong, y chang là đây, bật màn hình trong khoảng bao lâu thì 5 phút hoặc là 20 phút đó, tùy ý thích của mình. Ngoài ra thì còn có chế độ Always on Display, đây mình có thể tắt hoặc là chế độ thông minh hoặc là mình theo lịch trình, tùy thích của mình thôi, mình chỉ cài đặt chế độ nào cũng được hết. Rồi Always on Display, rồi che để ngủ thì tính năng này y chang là mình che để màn hình tắt thôi đó, mình có thể bật lên luôn cũng được. Ngoài ra thì nó sẽ có hiển thị cho mình đó là phần rung nè. Ở đây mình có thể là hai chế độ, mặc định hoặc là mình rung mạnh lên. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có cho mình đó là cài đặt không làm phiền nè, mình cũng có thể thiết lập ở trong đây luôn, nhưng mà không làm phiền hoặc là chế độ ngủ tùy thích của mình thôi. Đó, mình thiết lập trong đây, bật lên, chọn chế độ ngủ hoặc là cái lịch trình của mình, cả ngày hay là tùy chỉnh vân vân. Rồi thông báo ứng dụng, đó mình cũng có thể bật trong đây luôn nha. Đó, thông báo bật mình có thông báo nè, cũng như là chỉ thông báo khi đeo, ví dụ như các bạn đeo lên nó mới thông báo. Rồi, bật và tắt đi. Rồi cái tiếp đó phần tự động phát hiện bài tập, thì trong đây khi các bạn bật tính năng này lên thì trong trường hợp các bạn tập luyện mà bạn quên bật tính năng bật bài tập lên á thì nó cũng sẽ phát hiện bài tập cho các bạn nè. Đó, những cái bài tập mà nó có thể phát hiện nè, đi bộ, chạy, đạp xe vân vân, đó nó sẽ hiển thị ở trên đây nha. Rồi ngoài ra thì mình có thể bấm phần sở thích này á, nó sẽ hiển thị cho mình là phương thức đánh thức. Nó sẽ có hai cái, là một là mình sẽ chạm vào màn hình để nó sáng, hai là mình bấm trượt lên, nên mình vuốt từ dưới lên nó sẽ sáng màn hình lên. Rồi bấm vào giữ màn hình, các bạn có thể bật lên để trong trường hợp ví dụ như các bạn muốn thay đổi hình nền hoặc là những ứng dụng nào đó, các bạn nhấn giữ ở trên màn hình để mình có thể thao tác được. Rồi khóa màn hình thì trong trường hợp khi bạn bật tính năng này lên á thì để mà mình mở khóa cái màn hình này ra thì mình phải vuốt lên. Tránh trường hợp khi bạn tắm trẻ tắm bé hoặc là những cái mình lỡ mình va chạm đâu nó bấm lộn vô ứng dụng á thì mình sẽ bật tính năng này. Rồi ở dưới phần pin đó thì mình có thể đặt mã pin ở đây luôn. Rồi ngoài ra thì khi mà bấm vô phần pin này á, nó sẽ hiển thị cho các bạn nè khoảng mình còn 43% thì nó sẽ tính luôn cho mình là còn sử dụng được khoảng bao nhiêu ngày, hoặc là mình muốn tiết kiệm pin đó mình cũng sẽ bật trên đây đó, bật lên nó sẽ gia hạn mình tầm khoảng 8 ngày, cũng khá là nhiều. Rồi mình có thể bật tối ưu, ví dụ như là mình sẽ bấm vào đây để mình xem nè, đó tối ưu cái bài tập của mình cũng như cách sử dụng của mình. Rồi ngoài ra còn hệ thống thì nó sẽ có phần khởi động lại nè, tắt nguồn hoặc là đặt lại, reset lại đó, các bạn bấm vào đặt lại để mình reset lại, tắt nguồn đi hoặc là muốn khởi động lại để mình làm mới cái chiếc đồng hồ của mình. Rồi cuối cùng là phần giới thiệu, nó sẽ hiển thị hết ở trong phần này. Rồi bây giờ mình sẽ test tin nhắn thông báo như cuộc gọi cho bạn nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ test tính năng thông báo nhắn cũng như cuộc gọi. Thì đây là cuộc gọi mặc định nha. Khi có gọi mặc định tới thì nó sẽ hiển thị cho mình cái phần bỏ qua ở trên, hoặc là mình sẽ từ chối gọi ở dưới. Đó, thì mình bấm vào đây. Khi cuộc gọi thì nó sẽ rung lên và báo cho bạn biết. Rồi, bây giờ là mình sẽ test cái tin nhắn. Rồi thì đối với tin nhắn mặc định nha các bạn, đó nó sẽ hiển thị đây. Rồi, thì ở đây thì dấu này kia thì mình thấy là cũng khá là ok, không bị xuống dòng đột ngột. Tuy nhiên thì những cái icon á, thì những icon mà nó khó khó thì nó sẽ không hiển thị lên được. Nó chỉ hiển thị những icon mặt cơ bản như mặt cười này kia thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ test luôn cái ứng dụng Zalo cũng như Messenger. Rồi, kế tiếp đó là thông báo cuộc gọi của ứng dụng Messenger. Thì đây nó sẽ rung lên và báo cho bạn biết cuộc gọi tới. Đó, mình cũng có thể bỏ qua từ chỗ gọi đây. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn cái tin nhắn của Messenger nha. Đây nó sẽ hiển thị Messenger của nhỏ nè. Rồi tin nhắn tới, đó nó cũng sẽ hiển thị như vậy. Đó, không bị xuống dòng đột ngột, vẫn có dấu này kia luôn. Tuy nhiên icon thì hiện tại nó chưa có đọc được hết nha các bạn. Rồi cuối cùng là ứng dụng của Zalo. Rồi khi có cuộc gọi của Zalo đây thì nó cũng sẽ thông báo và rung lên cho các bạn biết luôn, khá là hay. Các bạn cũng có thể bỏ qua cũng như từ chối cuộc gọi đây. Rồi mình sẽ
cái tính năng tin nhắn. Đây, tin nhắn Zalo. Đây, nó sẽ hiển thị cái tên ứng dụng nha. Zalo nè. Đó, mình sẽ bấm vào mình xem. Nó cũng như vậy luôn. Phông chữ đọc cũng rất là rõ ràng, tuy nhiên icon thì nó chưa hiển thị tốt. Và mình hy vọng là ở phiên bản cập nhật sau thì nó sẽ hiển thị cho các bạn. Còn đối với nền tảng Android á, thì mình thấy là nó sẽ có hỗ trợ cho mình, đó là trả lời tin nhắn nhanh được luôn. Đó, cũng rất là ok. Rồi thì đối với nền tảng Android nha các bạn, thì hiện tại cuộc mặc định thì nó vẫn rung và báo bình thường. Tuy nhiên thì đối với những ứng dụng bên thứ ba, điển hình như là Zalo đi, đó, thì nó sẽ không có rung báo như iOS. Rồi, và khi mình gác máy thì nó sẽ rung lên và báo cho mình biết đó là cuộc gọi nhỡ. Bên ứng dụng Zalo nó vẫn hiển thị icon, còn đối với iOS thì nó sẽ không hiển thị icon nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn cái tin nhắn ở bên Android. Đây, đó, nó vẫn hiển thị ứng dụng Zalo nè, icon nè, vẫn hiển thị được nè. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục ứng dụng Messenger. Đây, Messenger cũng như vậy luôn, không có thông báo cuộc gọi gì hết. Rồi mình gác máy nè. Đó, nó sẽ báo ứng dụng của Messenger vừa nhỡ. Rồi, tin nhắn, test luôn các bạn. Rồi, đối với tin nhắn, nó vẫn thể hiện icon. Đối với nền tảng Android, icon khá là ok. iOS thì nó không có, không có nhiều. Icon Messenger. Rồi, mình chỉ có thể bỏ qua nhưng xem lại. Và đó là tất cả những gì mình muốn hướng dẫn cho các bạn ở trên chiếc Xiaomi Smart Band 8 lần này. Và nếu bạn nào có thắc mắc cũng như câu hỏi nào về sản phẩm này, có thể comment chia sẻ phía bên dưới. Và nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy cho mình một like, share và subscribe kênh để xem nhiều video thú vị hơn ở trên kênh này nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.